Dimethicone là gì? Công dụng và sử dụng dimethicone có an toàn không? Dimethicone là gì? Dimethicone là một dạng hợp chất polymer với thành phần chính là silicon. Đây là hợp chất cao phân tử được tạo ra từ nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau. Hiểu một cách đơn giản hơn, dimethicone là một dạng dầu silicon được điều chế nhân tạo trong phòng thí nghiệm và được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt. Dimethicone có vai trò và công dụng gì? Dimethicone đóng vai trò như chất chống tạo bột, có công dụng bảo vệ, nuôi dưỡng da và tóc. Mỹ phẩm chứa dimethicone giúp giảm mất nước, duy trì độ ẩm, giảm nếp nhăn, tạo hàng rào ngăn ngừa lão hóa da. Với tác dụng giảm bóng dầu, dimethicone xuất hiện khá phổ biến trong nhiều sản phẩm chăm sóc da dầu và lỗ chân lông to. Thành phần này còn có khả năng bảo vệ da khỏi các kích ứng dạng nhẹ vô cùng hiệu quả. Các sản phẩm dưỡng tóc chứa dimethicone bảo phủ các sợi tóc, silicone này làm mềm lớp biểu bì của tóc, tạo độ bóng đồng thời bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại, mang lại cảm giác mượt mà. Thành phần dimethicone dùng cho da và tóc có an toàn không? Có nhiều tranh cãi, tuy nhiên hoạt chất này đã được FDA cho phép sử dụng như một thành phần bảo vệ da trong sản phẩm không cần kế toa và được đánh giá là an toàn trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một số nghiên cứu khác còn cho thấy hoạt chất này có tác dụng làm dịu, giúp cải thiện viêm da mãn tính và kích ứng. Cơ sở dữ liệu của Skin Deep cũng liệt kê thành phần này trong nhóm có nguy cơ rủi ro thấp. Sử dụng mỹ phẩm chứa dimethicone có gây lão hóa da? Tương tự như các dạng silicon khác, dimethicone có nhiều nhận định về tác dụng phụ cho làn da. Chúng có thể gây bít tắc lỗ chân lông khiến tình trạng mụn thêm trầm trọng. Một số tranh cãi về dimethicone. Dimethicone phủ một lớp lên bề mặt da, làm gián đoạn quá trình dưỡng ẩm vốn có của da, gây ra khô da và xuất hiện nếp nhăn, nguy cơ break out da, nổi mụn hay làm tăng nguy cơ lão hóa nhanh hơn. Đối với những ai chỉ dùng duy nhất kem dưỡng ẩm chứa dimethicone mà không thực hiện bước làm sạch hay quy trình skincare chuẩn thì lão hóa da nhanh là điều tất yếu. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé.